Một ngày như thế mà phân bao nhiêu ký đây? 3 tạ nổi không? Một ngày trung bình chắc 2 tạ rưỡi hả? Cái này đang phân là 1.000 một ký nha mấy chị. Làm quen tay rất là nhanh. Quay nó đăng YouTube này. Dạ. Xin chào chị. Làm đây lâu chưa? Ngày gì làm 3 tạ nổi không? À, 3 tạ này được 300. Nhưng mà cũng mỏi lưng lắm á. Không, quen này. Quen này không phải. Là 3 tạ đâu phải đơn giản đúng không? Quen à. Đợt này anh Nhân nghỉ một tháng không ta? Nghỉ một tháng tròn á. Lỗ quá mà. Thank you.